Ôi là la, bana, bà chụp cà. Đỡ bóng bằng ngực nè. Body fan qua người quá hay. Dứt điểm. À, lếm xa. Ây da. Giờ thì cùng xem đội bạn sẽ đáp quả đá phạt này như thế nào. Bóng đi rất cao, chúng ngang xà ngang. Trời ơi. Tôi là Thi Freestyle. Xin chào anh em, chào mừng anh em trở lại với kênh YouTube của Thi Tài Soccer. Hôm nay mình có chuyến du đấu sân 11 người tại Tiền Giang cùng với câu bộ phóng viên đời sống và xã hội nha. Và lúc này thì cả đội đã đến cổng sân Gò Công rồi nha anh em. Ây chà, vừa mới xuống xe lúc 15 giờ chiều mà nhìn trời cứ tưởng 18 giờ tối không ấy chứ. Hơi và hy vọng là không mưa để trận banh được diễn ra ổn thỏa. Và đây là lối vào sân nha anh em. Dã man, anh Hoàng Giang siêng năng thiệt chứ. Vừa đá banh vừa cầm laptop làm việc luôn kìa. Ok, lên trên. Ô là la, anh em nhìn cái bầu trời thấy hoang mang chưa nè. chưa thấy. Hello. Rồi, được lên cái tóc. Ok. Lâu lâu có dịp xuống Tiền Giang đá giao hữu mà trời chuyển mưa ghê quá. Nhưng mà hy vọng là mây nó sẽ trôi qua và lát nữa sẽ có một trận banh thật là thú vị tại đây. Ở dưới thì có hai đội đang thi đấu. Sân vận động Gò Công thì trong thị xã Gò Công. Mình thấy sân cũng khá đẹp, rộng, có chỗ ngồi thoáng mát, thoải mái để thay đồ rồi. Có mái che để đỡ mưa. Nhưng mà đá dĩ nhiên là phải đá dưới mưa rồi. Ở đây có cái hàng rào chống để không có nhảy từ trên cao xuống, không bị té xuống. Mặt cỏ thì ở đây thì mình thấy nhìn trên cao xuống thì thấy khá là đẹp đó. Lát nữa mình xuống dưới mình sẽ trải nghiệm mặt cỏ xem như thế nào nha. Giờ thay đồ thôi. Đây là áo đấu của câu bộ phóng viên đời sống xã hội. Đây. Trên logo của đội có ghi năm thành lập là năm 2020 nha anh em. Áo của Red Sport ha. Áo rất là đẹp. Viền xanh hai bên. Và hôm nay mình mặc số 97. Và với lại đôi giày trắng quen thuộc Mizuno. Rồi ai quan tâm túi giày thì cứ link phần mô tả. Ai quan tâm vớ thì cũng link phần mô tả. Ngoài vớ ra thì còn có cả áo và quần tập luyện TF Sport nữa nha. Anh em ủng hộ kênh của Thiên Tài KD. À quên nữa, trận banh này mình quay vào tháng 9 năm 2022. Lúc này là vừa tròn 5 tháng sau khi mình mổ tái tạo dây chằng chéo trước nha anh em. Và cũng mới chập chững trở lại sân 11 sau một khoảng thời gian dài nên đá cũng không mượt mà cho lắm. Anh em thông cảm nha. Nhiều anh em hỏi mình là cách cột giày của mình như thế nào. Mình cũng không biết diễn tả như thế nào nữa nên thôi anh em cứ coi clip và làm theo nha. Và dĩ nhiên đá banh thì không đeo vòng và đồng hồ. Cỡ ra thôi. Điểm danh xem đội này có ai ha. Đầu tiên đội trưởng Hoàng Giang lên. Cu Cotinho, bạn này mình không biết tên. Anh Quen, Hậu Võ, Zindo, Hoàng Anh, Anh Tâm, Hoài Dư, Chém Chém. Còn đây là cầu gánh team của đội nha, cựu cầu thủ futsal chuyên nghiệp Phan Đăng Báo. Đa số những anh em trong đội đều là phóng viên, có vài anh em đã nghỉ làm phóng viên rồi, chuyển qua mảng khác nhưng vẫn sinh hoạt cùng đội banh. Mình thì không phải là nhà báo, cũng không phải là dân người viết văn mà báo chí, nhưng mà mình thì liên quan đến truyền thông, miễn nhiên là mình sẽ đưa tin hay là mình đi đâu đó thì mình cũng là đưa những cái thông tin hữu ích cho mọi người về bóng đá. Mình cũng có liên quan thì anh em mời mình tham dự chung. Sân Gò Công cũng khá là đẹp. Góc độ mình nhìn đây tiếc là không có khán đài xung quanh. Bên kia thì có cái hồ bơi. Chỉ có một cái khán đài nhất ở đây thôi. Nhưng mà theo đánh giá mặt cỏ cũng khá là ok. Rất là phẳng. Hồi nãy thì sợ mưa, mây đen quá trời, bây giờ thì mây đen đi qua rồi. Mình nghĩ là chắc sẽ là một trận thi đấu với một cái thời tiết khá ổn. May quá. Ok. Fed Rabona, đờ chớp. Fed Rabona, đờ chớp cái nữa. Đờ chớp cái chân trái. Electrico. Khởi động kiểu này người ta hay bảo là mình màu mè, nhưng thật ra là không phải nha. Đang sản xuất content clip ngắn cho top top ấy mà. Kristen. Neymar on chớp lần nữa. Step over. Double step over La Correta.
Nãy giờ rơi tới rơi lui, mệt rồi. Giờ thì tâng bóng nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ATV kép. Le Man Around the World. Yeah yeah, khởi động như đó đủ rồi. Giờ thì chuẩn bị vào thi đấu thôi. Trọng tài ơi, tại vì em có quay cái trận banh này á, thì em đeo cái này em quay, chắc không vấn đề đâu. Mỗi lần đá số 11 thì mình sẽ phải xin phép trọng tài cái vụ này trước. Đeo camera. Rồi, cảm ơn anh. Ok, cảm ơn em nha. À quên nữa, trận ngày hôm nay gặp đội bạn là FC Cà Phê Thị Trấn nha anh em. Sân này bề ngang thì rộng nhưng mà bề dài thì ngắn. Một phút dài. Còn ở giữa thì khá gần. Ok. Trời đẹp rồi. Không mưa. Đội bạn ném biên nè. Phan Đăng Báo cắt bóng tốt. Ây da, mất bóng nguy hiểm quá. Thôi tiêu rồi. Gì? À ha, việc bị. May quá anh em ơi. Đỡ bóng bằng ngực nè. Phất dài cho anh Trương. Chà, hậu vệ đã cắt mất. Sindo ném biên cho Phan Đăng Báo. Ồ, qua người hay. Phất dài lần nữa. Phất tốt. Nhưng có vẻ không khả quan rồi. Ném. Nè, câu. Mạnh dài câu. Và đột phá của Coutinho nhưng không thành công. Đây hơi ô cầu ghê. Đội bạn chuyền dài lên trên. Bóp chạm. Cắt bóng tốt. Tốt bỏ. Từ bắt. Và bây giờ là Phan Đăng Báo. Sút luôn hả? Chà, sút luôn hay là chuyền người ta? Anh em có thấy mình quan sát trước khi nhận bóng không? Chuyền về cho Dư nè. Rồi xong, Dư đổi cánh luôn. Ôi chà, đeo camera đứng trong khu này chắc vô dụng rồi. Tổ keeper. Vậy luôn, cầu ơi. Ok, không việc gì. Dẫn banh ra phía trước, ok. Trời ơi. Tình huống này không biệt vị là tại vì tiền đạo đội mình chưa bước qua 1/2 sân đối phương nha anh em. Thấy chưa? Thấy chưa? Đây đây em. Phất dài cho anh Trương. Ây da, hơi nhẹ rồi. Keeper. Ây da, số 8 đội bạn cho cái khe sắc lẹm luôn. Như vậy là đã có bàn mở tỷ số cho thủ áo xanh. Cú Coutinho đi bóng rất tốc độ. Nhìn tới nhìn lui, không có tiền đạo nào cắt xuống hết. Ô la la, bana, 30k. À, qua người hay, những đường chuyền cuối cùng thì thiếu chính xác. Quay lên, thấy Phan báo trống, đưa liền. Qua một cầu thủ, qua hai cầu thủ, quá hay Báo ơi. Một mình một ngựa ở biên trái luôn nè. Còn người chơi. Body fan qua người quá hay. Dứt điểm. À, liếm xa. Bóng chạm vào sân ngang. Góc. Một đường phất bóng vào trong. Không ai đánh đầu được trong tình huống vừa rồi. Ô là là, cỏ bên này hơi dày à nha. Cú Coutinho đi xuống đáy biên. Liên tục là những động tác giả. Tiếp tục một pha tạt cánh. Nhưng không có một cầu thủ áo vàng nào có thể tiếp cận trong tình huống vừa rồi. Wow, thủ môn đội mình đã dâng rất cao để phá bóng trong tình huống vừa rồi. Kết thúc hiệp 1, đội chủ nhà đang tạm dẫn trước với tỷ số 1-0. Chuẩn bị hiệp 2. Trời có lắm tắm mưa nhẹ. Sân Gò Công thì lúc này trời đã chiều tà rồi. Ở đây không có đèn. Chuẩn bị đá trong khoảng thời gian thiếu ánh sáng. Rồi, đi luôn. Cú Coutinho theo quyết tâm.
Thể được bóng rồi. Phá được. Tép over hay. Chuyển ngang. Trời, không ai đón được. Vào. Đã có bàn thắng gỡ hoa. Sindo. Qua người tốt. Tốc độ rất nhanh. Tạt đi, không tạt. Chân trái không tạt được. Mình đá chỗ đó hoài biết mà. Tổ Minh Hậu ơi. Phải nâng báo chân trái. Sút, không sút. Chuyền ngang. Không vào. Quá tập trung vô. Tiếp tục cú dứt điểm nữa của Trọng. Lúc này thì trời đã đổ mưa rồi nha anh em. Một đường phất dài của thủ áo xanh. Bước một gọn gàng. Ô là là, qua người quá hay. Sau đó là một đường chọt khe quá đỉnh. Qua cả thủ môn rồi. Nhưng vẫn chưa có cú dứt điểm. Đánh đâu. 2-1 cho Cà Phê Thị Trấn. Cắt. Ok. Cùng Coutinho. Rất hay. Phải nâng báo. The Rolet. Sindo. Tốc độ. Các bạn rất nhanh. Ừ. Ok, báo rồi. Trọng. Chân trái chăng? Xe thôi. Không chạm chân mà té rồi. Chân trái. Không tới chân của Trọng 15. Cầm dưới đi, chị đô lên đi, chị đô lên cái đi, chị đô. Sút luôn. Giờ thì cùng xem đội bạn sẽ đá quả đá phạt này như thế nào. Bóng đi rất cao, chúng ngay xà ngang. Trời ơi. Ô là là, số 21 đi bóng tốc độ quá. Cắt bóng này. Hướng quay về hơi nguy hiểm nên thả dọc biên cho an toàn nè. Thấy Indo. Hay quá Indo ơi, Phan đăng báo. Báo. Một pha đỡ bước một quá gọn gàng của cầu Coutinho. Đại dư. Đại dư. Cú Coutinho tạt bóng. Trời ơi. Hậu 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 hậu. Có hậu. Tổ hậu. Trọng trọng trọng. Đây đây báo báo báo. Cô cô. Dứt điểm. Trời ơi. Tổ cô ơi. Pha này thủ môn là bó tay rồi đó. Nhưng tiếc là đi chệch góc A trong gang tấc. Trở về. Đi đâu đi đâu. Qua đầu hả? Trời ơi, nó qua đầu là qua đầu thiệt luôn nha anh em. Chơi coi, chơi coi. Ây da. Chém. Cô. Ây da. Đá sân 11, người ta vô banh mạnh và nhanh lắm. Giữ bóng nhiều là bị quét trụ liền. Chuyền bóng nhanh thì ơi. Đá phạt góc cho các thủ phóng viên Đời Sống và Xã Hội. Chém chém. Phạm lỗi rồi. Thôi lỗi. Cái gì? Bước 1 hay anh Giang ơi. Nhịp trâu. Và bây giờ là Phan Đăng Báo. Một đường phất bóng qua đâu. Thấy cô. Qua đâu. Thủ môn đội bạn đã ra kịp thời. Ê, báo báo báo. Báo. Fast pass báo. Này. Tiếp luôn trọng. Đường chọt khe cuối cùng lại không qua được chân cao thủ áo xanh. Vậy bảo ơi. Gặp biên. Ôi là Phan Bảo quyết định đi bóng vào trung lộ. Đường chuyên. Lê Hoài Dư đã theo không kịp rồi. Bảo ơi. Báo. Một chạm. Sao lưng, hè cái nữa. Báo. Lấy luôn Giang, ok Giang. Đi bằng anh, ok. Giữa. Go, go.
6 câu. Gần hết giờ rồi anh em ơi, và Phan Báo sẽ đá quả đá phạt góc này. Đánh đầu. Còn cái nữa. Yeah! Tối hậu ơi. Tuyệt vời. Hai đều. Cảm ơn anh. Ây da, hai đều. Hay thiệt chứ trời ơi, cơ hội cuối cùng gỡ hòa luôn. Ok, vui vẻ cả đội khách lẫn đội nhà nha anh em. Dạo này thì mình không mang băng gói nữa, tại vì chân cũng khá ổn rồi, không cần phải sử dụng băng gói nữa. À, cũng rất ấn tượng khi một sân ở huyện thôi, thì mặt cỏ nó cũng tốt hơn rất nhiều sân mà mình đá ở Sài Gòn. Nói chung là Sài Gòn cũng khoảng 5-6 sân đẹp rồi, mình hy vọng là sẽ nhiều sân nữa. Và đây là lần đầu tiên mình ghé Tiền Giang, ghé sân Gò Công để đá một trận bóng. À, mình đã từng đi Bà Rịa, từng đi Hà Nội, bất cứ nơi nào mà muốn mời mình tới thì có thể gửi lời mời, mình hãy tham gia. Hoặc là mời mấy anh em đội câu bộ phóng viên đời sống và xã hội đá thì nguyên đội sẽ tham gia xuống đá, thì có thể mình để fanpage của câu bộ ở dưới phần mô tả. Anh em nào muốn mời giao hữu thì có thể liên hệ. Tiếc là ở đây không có đèn, đá buổi tối không được. Tối thui rồi. Ra trong nửa của hiệp 2 đá trong môi trường là thiếu ánh sáng. Giờ thì tới công đoạn vất vả nhất sau một trận banh mà có mưa, và lần nào đá xong cũng vậy. Nói chung là chỉ có lần đá Bà Rịa là cái giày nó ổn thôi. Còn mấy lần khác đá, à sân Vị Nhân nữa, Vị Nhân thì sạch đẹp. Còn hầu như sân khác là, đó, anh em thấy giày rồi đó. Nhưng mà như vậy thì vẫn còn sạch nha anh em. Chứ đợt mình đi Bến Tre thì ới giời ơi luôn. Giờ ổn nè. Thực ra là không quen cái lớp dưới của lớp dưới là phải mang cái đôi này, là đôi mình quen mang hàng ngày. Lớp trên thì mang cái ống này vô cho đều của đồng đội mới cao. Phải mang RT ở đây, mà hầu như thì mình không mang RT, mà đúng nghĩa là phải mang RT khi đấu, nhưng mà vì ở đây là đá giao hữu rồi không mang RT cũng được. Mình vừa tắm xong rồi, sau khi tắm xong thì mình lấy đôi giày vào đây để nó giặt. Nói là giặt chứ thực ra là rửa thôi nha anh em, rửa sơ sơ mấy cái bùn đất cỏ cát này nọ rồi cất bao ni lông. Khi nào về nhà thì mình mới rửa xà bông rồi phơi khô. Chứ giờ rửa cho kỹ bỏ bao ni lông về đến nhà thì cũng hôi rình à. Giày hiện tại là ướt hết rồi. Mà anh em biết rồi đó, bỏ vô bao ni lông rồi đi về Sài Gòn 1-2 tiếng đồng hồ hay 2-3 tiếng đồng hồ thì anh em hiểu rồi ha. Thấy vất vả không? Mỗi lần đá sân lớn rồi. Đôi giày giống như cái áo vậy. Đá xong một trận là phải giặt một lần. Dớ cũng vậy luôn. Áo quần không nói rồi. Ok. À. Được cái là lịch này đi Gò Công toilet rất là đẹp. Mỗi lần đá xong thì rửa giặt giày, tắm rửa cũng thoải mái, xong rồi về. Chứ đi ở banh thì mình quan trọng cái toilet lắm. Khi toilet đẹp là cảm thấy nó thoải mái, gì cũng dễ chịu. Chứ còn đá Sài Gòn nhiều sân vô toilet xỉu luôn. Ok, sạch sẽ mát mẻ nha anh em. FC Cà Phê Thị Trấn có mời đội mình một buổi tiệc nho nhỏ nên cả đoàn chuẩn bị ra quán thôi. Sau khi ăn uống xong thì chắc là về Sài Gòn thôi. Anh em thấy hay thì nhớ like, đăng ký kênh, ủng hộ kênh YouTube của Thi Tài Soccer nhé. Và nếu anh em muốn đi, mình đi địa phương nào nữa thì comment bên dưới. Là Phạm Thi, xin chào, gặp lại, bye bye.